Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đổ tội cho người cắt ghép đoạn ghi âm Đại tá Đinh Văn Nơi là vu khống. Vào hôm 3 tháng 10 năm 2021, một đoạn băng ghi âm được cho là của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi phản đối việc lãnh đạo tỉnh này không cho đón người dân từ các tỉnh trở về. Người cùng trò chuyện với ông Nơi được cho là một cựu bí thư tỉnh ủy An Giang. Đây là hình ảnh đoạn ghi âm được cho rằng là cuộc nói chuyện giữa Đại tá Đinh Văn Nơi và Thiếu tướng Bùi Bé Tư, cựu bí thư tỉnh ủy, cựu giám đốc công an tỉnh An Giang. Hai ngày sau, những tờ báo lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam như Báo Thanh Niên, Báo Người Lao Động, Báo Tuổi Trẻ, Công An cùng hệ thống truyền hình như VTC, VTV đồng loạt cho đăng tải các bài với nội dung cho rằng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Đại tá Đinh Văn Nơi đã bị cắt ghép nhằm mục đích gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo của tỉnh và quy kết ông Hoàng Dũng là một trong những người sáng lập ra phong trào Con Đường Việt Nam, chính là người thực hiện và phát tán lên mạng xã hội. Tờ báo Tuổi Trẻ dẫn lời một lãnh đạo công an tỉnh An Giang như sau: chúng tôi xác định Dũng là đối tượng thực hiện việc cắt ghép ghi âm rồi đăng lên mạng xã hội đầu tiên. Cơ quan điều tra đã mời làm việc một số nghi phạm được cho là cấu kết với Dũng để thực hiện đoạn ghi âm cắt ghép, bịa đặt, bôi nhọ danh dự của lãnh đạo tỉnh và chia rẽ đoàn kết nội bộ. Cùng ngày, trưởng ban nội chính tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên cũng cho báo chí biết cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng là cán bộ đã nghỉ hưu ở địa phương do liên quan đến việc cắt ghép file ghi âm này. Tuy loan tin như vậy, nhưng tờ báo nhà nước chưa có tờ báo nào đưa ra đoạn ghi âm thực sự nếu có để chứng minh cho điều họ khẳng định là đúng cả. Trên trang Facebook cá nhân, ông Hoàng Dũng đã phủ nhận quy kết của cơ quan chức năng tỉnh An Giang. Ông nói như sau: cũng có một vài anh chị hỏi có cắt ghép hay không. Mình trả lời là không, ít nhất là về phía mình. Mình đã chứng minh bằng video phát trực tiếp quay đoạn file ghi âm có trong tin nhắn đó. Có thế nào mình phát như thế? Cắt ghép hình ảnh để giỡn nhau cho vui thì mình đã từng làm nhiều, nhưng mình chưa từng cắt ghép cái gì với mục đích để hại người khác. Nhất là cắt ghép chỉnh sửa video âm thanh thì mình chịu, món này mình không có phương tiện cũng như trình độ để làm. Đây là hình ảnh báo chí trong nước đăng hình ảnh đổ tội cho ông Hoàng Văn Dũng, hiện đang tị nạn định cư tại Hoa Kỳ, là người cắt ghép file ghi âm rồi tung lên mạng. Trước đó, tối ngày 1 tháng 10, trong cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định rằng do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp nên An Giang sẽ không tiếp nhận các trường hợp người dân ở các tỉnh thành tự phát trở về địa phương. Kết luận trong cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh An Giang vẫn giữ nguyên quan điểm không có chủ trương tiếp nhận người dân từ các tỉnh thành tự phát trở về địa phương trong thời gian tới. Và chuyện báo chí nhà nước đồng loạt lên tiếng với cùng một nội dung dường như là không có gì lạ và khó hiểu, bởi gần 800 cơ quan báo chí hiện nay đã được chỉ đạo bởi một cơ quan duy nhất, đó chính là Ban Tuyên giáo của Trung ương Đảng. Tiền thân là Ban Tuyên truyền và Cổ động. Ban này được sáp nhập từ Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương vào ngày 11 tháng 4 năm 2007 trước đây. Nhà báo Võ Văn Tạo đã nhận định rằng hành xử của Ban Tuyên giáo Trung ương trong vụ ông Đinh Văn Nơi là không sáng suốt. Ông phân tích như sau: họ nói là việc cắt ghép clip là để bêu xấu ông Nơi và chia rẽ cán bộ, thì tôi thấy đây là cách hành xử rất dở, rất vụng về. Những người không có kinh nghiệm hay con nít thì mới có thể nghe theo. Những người có kinh nghiệm sống với chế độ này nhiều năm, biết lịch sử Đảng nhiều chục năm thì thấy chuyện thực tiễn là có những cán bộ mạnh dạn làm khác chủ trương chung thì lại đúng, lại là chân chính, là chân lý cho dù ban đầu họ gặp khó khăn rất nhiều. Tôi nghĩ nếu Đảng, Cộng sản và Nhà nước Việt Nam mà khôn ngoan thì đừng bình luận là cho là lắp ghép clip mà một người như ông Nơi cần phải được biểu dương. Đây là hình ảnh lãnh đạo tỉnh An Giang khẳng định không tiếp nhận người dân tự phát về quê. Trong khi đó có hàng chục ngàn dân đang bị ngăn chặn và trầu trực nằm qua đêm ở các chốt chặn ở Thành phố Hồ Chí Minh và Long An, trong đó có rất nhiều phụ nữ, trẻ em mang thai và người già. Có như thế thì Đảng gỡ lại được lòng tin trong dân, bởi cán bộ cấp cao của Đảng là Giám đốc Công an biết thương dân. Chứ lòng tin của dân đối với nhà nước này đã mất đi quá nhiều rồi, phải tìm cách gỡ gạc lại, chứ nói thế lại thêm một lần nữa lấy súng bắn vào chân mình. Và những người sâu sắc sẽ xử lý khác, chứ không xử lý như báo chí đăng tin hàng loạt vừa rồi. Ông Võ Văn Tạo nói thêm rằng
báo chí nhà nước Việt Nam là dàn đồng ca có nhạc trưởng là trưởng ban tuyên giáo. Qua việc nêu đích danh thủ phạm là một người hiện đang sống ở Mỹ, cơ quan chức năng của An Giang muốn chứng minh cho công chúng thấy rằng không phải công an kém cỏi không tìm thấy kẻ chủ mưu, nhưng vì thủ phạm ở bên Mỹ nên không xử lý được. Đó là cách tháo gỡ cho công an của An Giang. Dường như người dân đã quá quen với những gì báo chí nhà nước đưa ra so với những gì lan truyền trên mạng xã hội những năm gần đây. Chính quyền phát ngôn bất nhất thì quá nhiều, quá thường đã khiến người dân mất hết niềm tin. Nhà báo tự do Bùi Thanh Hiếu từ Đức thì phân tích với đài FA như sau. Tất cả các báo chí đều nói đây là file cắt ghép chứ không phải là giả tạo. Điều đó cho thấy giọng nói trong clip là giọng thật, không phải là giọng giả. Phải có nói thì người ta mới cắt ghép được chứ. Vậy thì câu nói đó được phát biểu ở đâu là câu hỏi được đặt ra. Bây giờ tôi phân tích tiếp, nếu nói là cắt ghép thì phải chỉ ra người ta dùng kỹ thuật nào, phần mềm nào để cắt ghép. Đây là hình ảnh vào chiều ngày 8 tháng 10, một người đi từ quê về tránh dịch đã phải tử vong vì tai nạn giao thông ở Quảng Nam. Trước đó vào hôm 4 tháng 10, cũng có hai mẹ con đi xe máy về quê tránh dịch cũng đã tử vong vì tai nạn giao thông tại Quảng Nam. Và mời công an đưa ra bằng chứng hai ông này nói chuyện ở đâu và bị cắt ghép như thế nào. Bây giờ đưa ra bản chính là xong là đơn giản nhất. Nếu không chứng minh được người ta cắt ghép thì phạm tội vu khống người ta. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang nói đang xác minh vụ việc để xử lý theo pháp luật. Và dư luận đặt câu hỏi, nếu không chứng minh được cho người dân thấy đoạn video clip cắt ghép thì lãnh đạo của An Giang có vi phạm pháp luật về tội vu khống người khác hay không? Cũng trong audio clip hơn 6 phút được điện thoại cho là của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang với một cựu quan chức tỉnh lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó có người được gọi là ông Nơi đã nói như sau. Tụi em sẽ viết công văn báo cáo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chứ tự dưng bỏ dân mình thì sao được. Toàn người già, con nít rồi phụ nữ mang thai chạy xe mấy chục, mấy trăm cây số về bỏ ở đó ngủ ngoài mưa, ngoài nắng cả đêm. Nhiều thứ làm tụi tôi quạo muốn đập bàn luôn chứ không phải chuyện đơn giản. Có điều ông cứ phát biểu kêu công an, quân đội xách súng đạn ra, tôi không làm đó, ông làm gì tôi. Tôi nói với anh em, đem súng đạn này nọ ra, tôi ra lệnh là không cho thằng nào được quyền trấn áp dân. Thằng nào giỏi thì ra đó làm đi, chứ dân người ta về quê có cái gì. Đó là trích đoạn cuộc nói chuyện của Đại tá Đinh Văn Nơi về cách ông bất tuân chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Cấp trung ương bắt ông phải cho lính đàn áp và ngăn chặn người dân trở về quê nhà. Đây là hình ảnh vào hôm 7 tháng 10, khi dòng người về quê đã giảm hẳn, thì Thủ tướng Chính phủ mới ra công điện yêu cầu các tỉnh thành đón người dân về quê. Giọng của Đại tá Đinh Văn Nơi cũng chê trách về công tác an sinh xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, bỏ đói dân để cho người dân bạo loạn và là nguyên nhân để người dân bỏ thành phố về quê. Trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Mạc Văn Trang từ Việt Nam cũng đưa ra bình luận như sau. Cái clip này làm nóng, bừng dư luận xã hội. Dân ca ngợi ông Nơi quá chừng, dân chửi thậm tệ cái ông bảo không cho dân về, rồi lệnh công an, quân đội xách súng ra, cản dân. Sau đó hai hôm vào ngày 5 tháng 10, thì báo chí đồng loạt đưa tin rằng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho rằng các thế lực thù địch đã xuyên tạc về việc tỉnh này không cho người dân tự phát về quê để tránh dịch bệnh và gây chia rẽ nội bộ. Và còn rất nhiều thứ nữa. Rõ ràng là phía chính quyền luôn sợ hãi trốn tránh sự thật, không thừa nhận sai lầm. Nói xong nuốt lời, vu khống cho thế lực thù địch đã bịa đặt, xuyên tạc, cắt ghép, nói xấu. Đáng lẽ ra sự thật rất đơn giản. Ví như họ phỏng vấn ông Nơi có cuộc điện thoại đó hay không, ông Nơi nói là không là xong. Nhưng đó là sự thật nên họ tránh né, cứ tung tin, điều tra, họp báo, rồi dùng các phương tiện truyền thông làm rối tung lên, rối mù lên và đổ lỗi hết cho thế lực thù địch. Báo chí của Đảng chỉ là cái loa của chính quyền. Và hôm trước nó bảo thơm, tất cả ca ngợi thơm quá. Hôm sau nó lại bảo thối, tất cả lại chê thối kinh. Mấy mươi năm rồi, vẫn chứng nào tật nấy, không hề thay đổi. Người dân Nam Bộ vốn rất thật thà, bộc trực như ông Nơi, may còn sót lại trong hệ thống quan chức. Ông Nguyễn Thanh Bình cũng quê An Giang đấy, nhưng quan chức to biến chất Nam Bộ rồi. Giáo sư Mạc Văn Trang đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021 với bản tin đổ tội cho người dân cắt ghép đoạn băng ghi âm Đại tá Đinh Văn Nơi là vu khống.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.